Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân, để lại cho lực lượng công an nhân dân nhiều di huấn quý báu. Trong đó không thể không nhắc đến 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. 6 điều Bác dạy gói gọn trong 51 chữ, song toát lên nhân cách người chiến sĩ công an nhân dân với tất cả vẻ đẹp chân thiện mỹ. Ngày 11 tháng 3 năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc, khi đang tập trung lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở giai đoạn rất gay go quyết liệt. Giữa bộn bề công việc, Bác Hồ vẫn dành sự quan tâm, viết thư trả lời đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12. Trong thư, cùng việc góp ý với báo Bạn Dân, nội san của Công an khu 12 và động viên khen ngợi, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ, Bác đã căn dặn: Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay chân. Nếu biết dựa vào dân thì làm việc gì cũng xong. Đặc biệt trong bức thư này, người chỉ dạy, tư cách của người công an cách mệnh là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Lá thư Bác viết có ý nghĩa sâu sắc, trở thành lời huấn thị chung cho toàn lực lượng công an nhân dân. Nếu làm đúng được 6 điều này mà chỉ vẻn vẹn có 51 chữ thôi, thì chúng ta vừa nhận thức đúng được lý luận, vừa có thể quyết tâm hành động để luôn luôn xứng đáng là bạn của dân, như chính Bác Hồ đã nói, để thực hiện cho được một cái nhiệm vụ lịch sử của công an, tức là cùng với quân đội đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng vũ trang để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ và thực chất là bảo vệ nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác, ngay từ những ngày đầu của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khi vận nước ngàn cân treo sợi tóc, cũng như trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng công an đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với đảng, với nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ hòa bình, lực lượng công an nhân dân tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ độc lập và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong quá trình đó, đã có hàng nghìn tấm gương anh dũng hy sinh, hàng vạn đồng chí bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Nhưng với tinh thần bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân trước tội phạm, các anh vẫn không hề chùn bước. Ban ngành công an thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã xác định được lập trường, tư tưởng và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Đó là phấn đấu, hy sinh, quên mình vì cái bình yên của nhân dân. Nên sự hy sinh mất mát nào cũng đáng được trân trọng và ghi nhớ. Chúng ta thấy với những cái tấm gương, với sự hy sinh quên mình của đồng chí thế, nó lại càng làm cho cái truyền thống công an của chúng ta, cái lá cờ vinh quang mà đảng, nhân dân đã trao tặng đồng chí vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tất cả là người chiến sĩ công an nhân dân, người chiến sĩ cách mạng, không nề hà bất cứ một cái nhiệm vụ gì cả. Dẫu khó khăn, dẫu hy sinh, gian khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng mình, các đồng chí đều sẵn sàng vì nhân dân, vì đảng. Và đấy là điều mà chúng tôi hết sức là cảm phục và ngưỡng mộ đồng chí. Sinh ra trong cách mạng, trưởng thành cùng cách mạng, các thế hệ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi lời dạy của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, để từ đó cống hiến hết tâm sức, lập nên những chiến công xuất sắc trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trên con đường đi tới còn đầy cam go thử thách, học tập, nhận thức đầy đủ giá trị vĩnh hằng của 6 điều Bác dạy sẽ giúp mỗi chiến sĩ công an bình tâm, vững chí, thêm sức mạnh vượt qua và chiến thắng khó khăn, thách thức, giữ chọn lời thề bảo vệ độc lập cho Tổ quốc, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Chuyên mục chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!